Kính thưa quý vị, Bộ Y tế vào sáng ngày 15 tháng 7 đã ghi nhận là 805 ca dương tính với nCoV, bao gồm 801 ca trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 603 ca, Đồng Nai 72 ca, Đồng Tháp 36 ca, Phú Yên và Khánh Hòa đều là 18 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 17 ca, Hà Nội 11 ca, Hưng Yên 10 ca, An Giang 8 ca, Ninh Thuận 7 ca và Đắk Nông 1 ca. Trong số này, 725 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. 76 ca đang điều tra dịch tễ. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là lên tới 34.659 ca, ghi nhận ở 58 tỉnh thành. 9 tỉnh bao gồm Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Kính thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin phản hồi về bài viết đi ra ATM rút tiền mua đồ ăn bị phạt 1 triệu đúng hay sai mà Tuổi Trẻ Online đã đăng vào ngày 13 tháng 7. Cụ thể, anh Vũ Minh Nhật đi rút tiền để mua thực phẩm vào lúc 15 giờ 26 phút ngày 10 tháng 7 và đã bị giữ lại tại chốt kiểm dịch giao lộ Phan Xích Long và Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận. Theo Ủy ban Nhân dân quận, tại thời điểm vi phạm, anh Nhật đã trình bày lý do lái xe ô tô từ đường số 14, phường 3, quận Bình Thạnh đến phường 7, quận Phú Nhuận để rút tiền tại ATM, mua thức ăn ở siêu thị Co-op-mart Sạch Miễu là chưa hợp lý, không tuân thủ nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 2279. Ủy ban Nhân dân giải thích rằng, tại khu vực anh Nhật ở có nhiều cửa hàng thực phẩm và các cửa hàng đều thanh toán qua thẻ ATM. Ngoài ra, trên địa bàn phường 3 và các phường giáp ranh như là phường 1, quận Bình Thạnh cũng có các trụ sở và trụ ATM của các ngân hàng. Bên cạnh đó, siêu thị Co-op-mart Sạch Miễu tại địa chỉ 48 Hoa Sứ, phường 7 đã có thông báo rộng rãi về việc ngừng hoạt động vào các ngày 8, 9 và 10 tháng 7 để tiến hành khử khuẩn và chỉ bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 11 tháng 7. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường 7 cho rằng việc lập biên bản vi phạm và xử phạt đối với anh Nhật với mức là 1 triệu đồng là có cơ sở và phù hợp với quy định hiện hành. Tại thời điểm lập biên bản, anh Nhật đã không nêu được lý do chính đáng, không có ý kiến trình bày vào biên bản vi phạm, thừa nhận vi phạm, ký biên bản và chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính nêu trên. Sau đó, anh Nhật đã cùng với 3 người khác quay lại hiện trường, liên hệ với tổ công tác trao đổi lý do xử phạt và một người đi cùng quay hình đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh Nhật đã cho biết, sau khi bị lập biên bản, anh đi bộ tới ATM rút 2 triệu đồng, trong thẻ chỉ còn hơn 2 triệu, đóng phạt tại chốt rồi đi về mà không nhận được biên lai phạt. Đối với việc không cấp biên lai, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đã giải thích rằng, đối với vi phạm của anh Nhật, Ủy ban Nhân dân phường 7 không thể sử dụng biên lai xử phạt hành chính tại chỗ vì mức xử phạt là 1 triệu đồng, nằm ngoài mức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản. Trong đó, phường 7 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với anh Nhật. Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đã giải thích thêm về việc không giao biên lai rằng do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhằm hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều nơi để đóng tiền phạt. Ủy ban Nhân dân phường sở tại sẽ trao đổi, giải thích việc nộp phạt và nếu người vi phạm đồng ý thì Ủy ban Nhân dân phường thu hộ, nộp thay tiền phạt cho người vi phạm, sau đó trả lại biên lai thu phạt cho người vi phạm. Tuy vậy, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đã ghi nhận việc Ủy ban Nhân dân phường 7 chưa chuyển biên lai thu tiền phạt kịp thời đến cá nhân vi phạm, nên quận sẽ chỉ đạo thống nhất thực hiện đối với Ủy ban Nhân dân 13 phường trong thời gian tới về vấn đề này. Kính thưa quý vị, một tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.